Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, dân tộc Mông ở Tuyên Quang là một trong những dân tộc còn bảo lưu được nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Những giá trị văn hóa ấy luôn được các thế hệ người Mông nơi đây tự hào, gìn giữ, phát huy và bảo tồn cùng với tình yêu quê hương xứ sở. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, chúng ta cùng đến với những điệu múa khèn và làn điệu dân ca của dân tộc Mông ở xã Hồng Thái, huyện Na Hàng. Quý vị, thưa các bạn, cùng với việc chế tác, nghệ thuật thổi khèn, múa khèn là một trong những phong tục truyền thống đặc trưng thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Với họ, cây khèn không chỉ đơn thuần là nhạc cụ để gửi gắm, thổ lộ tâm tình. Tiếng khèn được xem như sợi dây kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh.
đời sống của đồng bào người Mông, mỗi loại nhạc cụ truyền thống đều ẩn chứa ý nghĩa thiêng liêng. Chiếc kèn lá cũng như những loại nhạc cụ khác là người bạn thân thiết để bày tỏ những cảm xúc yêu thương, những mong ước khát vọng. Nếu có dịp lên những bản làng ở vùng cao, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chàng trai cô gái cầm chiếc lá trên môi, tấu lên những âm thanh cao, vang xa, lảnh lót, thanh cao. Người Mông rất yêu thích văn nghệ, kèn lá, đàn môi, khèn của người Mông luôn là người bạn thân thiết của nam nữ thanh niên. Người con trai dân tộc Mông ngoài giỏi việc nương rẫy còn phải biết thổi khèn, thổi sáo, múa khèn.
Ngoài những nhạc cụ truyền thống, thì đồng bào dân tộc Mông có một kho tàng dân ca vô cùng phong phú, góp phần quan trọng trong giáo dục, hình thành nhân cách con người và là một món ăn tinh thần không bao giờ thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Chính những làn điệu dân ca đã làm cho cuộc sống của đồng bào phong phú, tươi đẹp. Chúa ơi, mong
mong ua chênh nhỏ bé to trong tu na tu nong chi mu can ta nia nu tro ni chi ua te vi yo cho ke cho nhe chi mu hao ke yu mu can ta cu yo cho cho tu chon chai chua chi mu nhe chi chai yu tia lo cuốn thua cho kê cơn đau san đo lúa tê mu cơ chu xe bùa yu mùa y nu bùa yu đau mùa nênh dần chê kê cơn đã yo y gió nhau kê yu ba cơ nênh dần chê ba lu hóng đê trao kê ua nênh chỉ cho có cho kẻ cầm rau xìa cả mù có cơ cần đau thiết chờ cần đau thiết bóng của gió cho ua mùa kẻ lù kẻ có xài tệ lo tru tên xài tệ tù tao mù cần cho kẻ cờ thao cờ tiệm mua tu chờ tiệm muôn trái chè lo trao bể chi cún yo cho cú cha mẹ nhua mong ua chênh ngờ bè to trong tu na tu nong chi mu can ta chỉ mua hao kê yu mu can ta cún yo cho cho tuôn tròn chai chua chỉ muôn nghe chỉ chai chua tia lo cuốn thua cho kê can ta san đo lúa tê mu cơ chu xe bùa yu mua y nu bùa yu đau mu nênh dần chêm kê cơn đã yo y gió nhau kê yu ba có nênh dần chê ba lu hóng đê trao kê ua nênh chỉ cho cho có cho kê cơn rau xìa cả mù có cơ cơn đã thiết chờ cơn đã thiết bóng của gió cho ua mùa kẻ lù kẻ có xài tệ lo tru tên xài tệ tù tao mu cần ta xài tùn xài trao cho kẻ cờ thao cờ tiệm mùa tù chờ tiệm muôn xài chê lo trao bể xìa.